Hello, chào Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người anh chị em đang trên diễn đàn. Thì hôm nay nội dung chúng ta đưa ra với cái chủ đề là đối với những cái thành phần cơ hội, đúng không ạ? Thì hai từ tổ quốc thì ở vị trí nào đối với họ? Thì đầu tiên thì em muốn chia sẻ cái góc nhìn thứ nhất. Thì mọi người cũng biết là trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là khoảng chục năm, hơn chục năm trở lại đây, và cái thời gian gần đây thì có rất nhiều thì cũng không phải, nhưng mà cũng cũng gọi là có một số những cái người được cho là có, được gọi là nhân sĩ trí thức, hoặc là có học hàm học vị đấy, hoặc là những cái người mà văn nghệ sĩ thì cũng chỉ một số thôi, thì người ta đưa ra những cái phát ngôn, những cái đề xuất theo cái kiểu mà chúng ta tưởng tượng đó là xây nhà nhưng mà không cần phải phải làm móng hay là rút gạch chân tường. Có nghĩa là chúng ta theo dõi thì chúng ta biết có vị thì đòi là bỏ Tết âm lịch, Tết cổ truyền của dân tộc để theo Tết 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 dương lịch, Tết Tây. Có vị thì đòi bỏ khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn trong nhà trường. Có vị thì lại yêu cầu là giáo viên là không có gọi học sinh là con nữa. Và mới đây nhất nữa thì có một cái anh diễn viên, đúng không ạ, kiêm đạo diễn, thì anh ấy đưa ra một cái đề xuất có thể nói là sắc sược, đó là đòi bỏ cái khẩu hiệu của lãnh tụ Lenin, đó là học học nữa học mãi. Thì đầu tiên thì em cũng khẳng định quan điểm cá nhân em, thì em cũng không biết là cái phát ngôn, cái đề xuất của những cái vị này ấy, thì có âm mưu sâu xa gì ở trong đó hay không thì em không dám khẳng định, không 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 dám nói. Thế nhưng mà em đặt một cái câu hỏi, đó là không biết khi nào những cái người này, những người mà đưa ra những cái đề xuất này, thì người ta có suy nghĩ xem là những cái người đó, người ta đạt được những cái học hàm học vị hay là những cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú hay là diễn viên gì đó, thì cái đó, cái nguồn gốc đó, những cái học hàm học vị đó, những cái danh hiệu đó thì lấy ở đâu ra? Không lẽ ai cũng có thể đạt được cái đó, hay là phải là do quá trình học tập mới đạt được, đúng không ạ? Thì trong đó nói thẳng thừng một câu, theo em nghĩ, cá nhân em nghĩ, nếu như không có những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không có những cái khẩu hiệu mà tiên học lễ hậu học văn, hoặc là tôn sư trọng đạo của nền giáo dục của nhà nước, và cùng cộng với đó là quá trình tự học tập, tự rèn luyện, tự trau dồi kiến thức của bản thân với cái tinh thần học học nữa học mãi, thì chắc chắn là những cái người này, người ta không đạt được những cái mà được gọi là học hàm học vị hay là những cái danh xưng hay là những cái danh hiệu nghệ sĩ nào cả. Bởi vì con người chúng ta ai cũng vậy thôi, ai cũng phải học 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 nữa học mãi, không có nghĩa là các anh tạo áp lực trong vấn đề học hành, mà đấy Đúng là rồi. một khẩu hiệu, đúng không ạ? Một khẩu hiệu chúng ta hiểu là một khẩu hiệu để chúng ta có thể nói là gì, khẩu hiệu đó giúp cho mọi người tích cực tìm tòi học hỏi. Chúng ta học trên ghế nhà trường là được giáo viên truyền thụ những kiến thức cơ bản và sơ đẳng nhất, chứ còn những cái mà chúng ta phải học ở trường đời, học ở xã hội, nó mới là áp lực, đúng không ạ? Nó liên quan đến cơm áo gạo tiền, nó liên quan nhiều vấn đề khác, thì đó mới tạo ra một cái áp lực lớn hơn. Dĩ nhiên là mỗi một độ tuổi thì cái áp lực đặt ra nó khác. Đấy, em cũng không có cái tư tưởng là áp đặt vấn đề học hành đối với thế hệ trẻ để các bạn đi vào cái tình trạng ví dụ có thể là bị trầm cảm hay vì một lý do nào đó mà dẫn đến tiêu cực, thì em cũng cũng không có cái tư tưởng đó. Thế nhưng cái tư tưởng học này, chúng ta phải xuất phát từ từ hai khía cạnh. Một là sự kỳ vọng của phụ huynh đối với học sinh. Thứ hai là cái tư tưởng tự học tự rèn của các học sinh đó. Đấy, thì chúng ta với tinh thần cầu thị học hỏi thì ai chả phải học, đúng không ạ? Xã hội bây giờ thì ngày càng tiên tiến, công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu anh không học, anh không tiếp cận, anh không tự tìm tòi học hỏi, học qua những người xung quanh anh, học qua những người là bạn bè anh, những người là thầy cô giáo của anh, thì làm sao anh có thể tiếp cận được với những cái mới hàng ngày đều phát triển trên cả một cái thế giới này? Thì lúc đó các anh trở thành một người gì ạ? Một người có thể nói là tụt hậu về mặt kiến thức.
Mà đã tụt hậu thì dĩ nhiên trong một môi trường ngày càng tiên tiến thì anh sẽ bị thụt lùi, tụt hậu, thụt lùi, đúng không ạ? Và dẫn đến là các anh, một là các anh tự đào thải bản thân các anh ra khỏi môi trường đó, hai là sẽ bị cái môi trường đó đào thải anh ra khỏi môi trường thôi, vì anh không đáp ứng được kiến thức trong cái môi trường đó. Anh làm trong bất cứ lĩnh vực gì cũng đòi hỏi phải có sự chuyên môn, mà chuyên môn đó là cần gì, ngoài năng khiếu ra thì nó cần phải đầu tư tìm tòi học hỏi, thì anh mới nắm bắt được kiến thức hàng ngày của xã hội, của loài người, anh mới phát triển được, đúng không ạ? Thế thì anh lại đưa ra những cái mà có thể nói là, theo em nghĩ, nó có thể nói là ấu trĩ, em khẳng định là như thế. Bởi vì bản thân anh cũng thế thôi, anh trở thành một người diễn viên, đúng không ạ, kiêm đạo diễn như ngày hôm nay, thì anh cũng phải trải qua học tập, trải qua rèn luyện, trải qua học hỏi kinh nghiệm thực tế, thì anh mới đạt được những cái thành quả ngày hôm nay, chứ không phải tự dưng mà anh có được, chả có gì là tự dưng cả, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái ngược lại, cái góc độ nữa đó là gì? Những cái vị này, vị ấy đề xuất bỏ đi những cái đó, chúng như kiểu chúng ta là đập đi cái nhà cũ. Thế nhưng anh không có đề xuất lại cái phương hướng nào phát triển để thay thế, đúng không ạ? Anh đề xuất bỏ đi thì anh phải thay thế, giống như chúng ta cũng thế thôi, đập đi một một ngôi nhà cũ thì chúng ta phải xây lên một ngôi nhà mới, thì chúng ta mới có chỗ để mà ăn mà ở. Chung lẽ anh đập đi rồi anh đi ra đường ở hay sao, đúng không ạ? Thế thì cái góc độ này cũng vậy, anh đã đề xuất bỏ những cái đó thì anh phải đưa ra những cái, đúng không ạ, mà nó tốt đẹp hơn, để nó chấn hưng hoặc nó phát triển những cái mà chúng ta thấy đó là cái quan trọng nhất, đó là sự nghiệp trồng người, đó là sự nghiệp giáo dục, để cho cái nền giáo dục của nước nhà đi lên một tầm cao mới, hay là đưa những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ta phát triển một cách nó bền vững và quảng bá nó đến với mọi người, đúng không ạ, trên thế giới. Chứ bây giờ anh chỉ đề xuất bỏ nhưng anh không đề xuất để xây dựng, đó là cái tư tưởng gì, đúng không ạ? Có phải là anh muốn đập đi không, anh muốn đập đi nhưng anh không muốn xây lại, thế thì đó là cái tư tưởng gì? Chúng ta thử đặt ra một cái dấu hỏi ở đây, và cái thực tiễn đã chứng minh rất là rõ ràng, đó là các anh đề xuất, đúng không ạ, các anh bỏ những cái đó, thế nhưng đã vướng phải gì? Vướng phải là gì? Đầu tiên đó là cái sự không công nhận của nhà nước ra, đó là cái đầu tiên mà chúng ta nói đến. Cái thứ hai đó là không được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Để chúng ta thử nhìn thấy xem, nào là bỏ tiên học lễ hậu học văn, rồi bỏ học học nữa học mãi, hay là bỏ Tết âm lịch, vân vân cả. Tất cả những cái đề xuất đó các anh đưa ra có được mấy người theo quan điểm ủng hộ với anh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được ngay, đó là những cái mà các anh chỉ nghĩ, các anh đưa ra cho vui hay là mục đích gì thì chúng ta chưa đề cập đến ở đây, và cũng không thể biết được là có âm mưu gì hay không, em không dám Đúng khẳng rồi. định. Nhưng chúng ta thấy được cái đó, đúng không ạ, là cái đầu tiên đấy, các anh đưa ra một cái ý tưởng mà đã bị ngay chính những người trong cộng đồng người Việt chúng ta ở Việt Nam, người ta đã đánh giá thấp cái những ý tưởng đó, thì đầu tiên là các anh phải cảm thấy một cái điều, đó là tự bản thân các anh đã hạ thấp cái giá trị bản thân của các anh rồi. Các anh đòi, ông thì đòi bỏ Tết Dương lịch thì cũng mười mấy năm nay, có cái năm nào mà ông không ăn Tết bình yên vui vẻ hạnh phúc bên gia đình đâu, đúng không ạ? Những cái ông mà đòi bỏ tiên học lễ hậu học văn, thế nhưng mà khi ông đi ra ngoài xã hội ai ông vẫn muốn người ta gọi ông bằng thầy, đúng không ạ? Đúng Bởi rồi. vì anh là người đã là giáo viên dạy người ta ấy. Nếu như mà các anh bỏ cái đó đi thì thử hỏi người ta có phải là xưng hô với anh kiểu gì cũng được không? Bởi vì mất đi cái tiên học lễ, đầu tiên chúng ta phải học lễ đã, rồi mới học văn, đúng không ạ? Thế mà bỏ đi thì anh ra xã hội, các anh vẫn muốn người ta gọi anh là giáo sư này, tiến sĩ nọ, thầy nọ, thầy Dạ. kia, mà trong khi đó các anh Chào đề giáo xuất bỏ sư đúng đó, không? đúng không ạ? Đó, đó, cái đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến. Rồi là cái anh bảo là bỏ học học nữa học mãi, thế thì anh đi học làm cái gì? Anh đi học làm cái gì để ngày hôm nay anh đạt được những cái như là được Đúng làm rồi, diễn viên, diễn viên kiêm đạo diễn, đạo đúng không? diễn Anh bảo bỏ học đi thì anh học làm cái gì? Thế thì anh về anh cũng cũng con cháu anh bảo đừng đi học. Cái đó là cái khẩu hiệu, đúng không ạ? Khẩu hiệu để thúc đẩy, để phát triển con người ta tìm tòi học hỏi, chứ không phải là tạo ra một cái áp lực để bắt buộc anh phải học. Bởi vì học nó có nhiều phương pháp, đúng không ạ? Và nó phụ thuộc vào cái trình độ nhận thức và cái trí tuệ của từng người, không phải ai cũng dạ như vậy. ai đấy. Thì cái việc đầu tiên đó, thì em cũng đồng tình là gì, chúng ta không nên tạo áp lực
quá lớn về vấn đề học hành cho các cháu học sinh. Đấy. Thế thì cái việc không tạo áp lực đó bằng cách gì? Đó là cái sự kỳ vọng của cha mẹ. Đúng không ạ? Có nhiều phụ huynh thì nói thật là đặt ra những cái kỳ vọng nó quá lớn đối với con của mình. Đấy, thì thành ra nó tạo ra một cái áp lực không hề nhỏ đối với học sinh đó. Đi học mà cứ muốn con mình là phải giỏi, phải đứng nhất lớp. Cái đó theo em nghĩ cũng là một quan điểm sai lầm. Đấy, bên cạnh đó còn phải sự gì ạ? Thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ cùng các cháu. Đó là với tư cách một phụ huynh em cũng có một cái suy nghĩ như vậy thôi. Còn dĩ nhiên mỗi người có một quan điểm khác nhau. Đấy, thế thì cái đầu tiên mà em muốn nói đến đối với người mà đưa ra những cái quan điểm như thế này đấy, thì đầu tiên là các vị hãy xem lại bản thân các vị đã. Các vị đưa ra như vậy, nó có hợp lý hay không? Và cái hợp lý là ở đâu và không hợp lý ở như thế nào? À, tại sao các anh đưa ra lại bị cộng đồng nhiều người người ta lên tiếng, người ta phản đối như vậy? Đúng không ạ? Thì đánh rằng là các anh đưa ra với cái mưu đồ gì thì em cũng không dám khẳng định và không không dám đề cập. Thế nhưng qua đó chúng ta có thể thấy được là gì? Ngày hôm nay các anh đòi bỏ cái này, thì ngày mai các anh sẽ đòi bỏ cái khác. Và dần dần các anh sẽ đòi bỏ nhiều thứ khác. Và các anh bỏ hết đi như thế, thì cái văn hóa, cái truyền thống của dân tộc, cái cốt lõi của dân tộc Việt Nam nằm ở đâu? Đúng không ạ? Hay là lúc đó các Đúng anh rồi. sẽ chuyển hết sang những cái ngày mới? Các anh bỏ Tết âm lịch, các anh ăn Tết dương lịch, đúng không ạ? Có khi nào đến một ngày nào đó các anh lại đề xuất bỏ luôn Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ăn Quốc khánh, ăn mừng lễ ngày lễ Quốc khánh của Hoa Kỳ không? Cái đó dễ xảy ra lắm đấy, đúng không ạ? Bởi vì các anh đã đề xuất bỏ được nội dung này thì các anh sẽ đề xuất bỏ nội dung khác. Mặc dù đó là quan điểm tư tưởng cá nhân của các anh, không ai cấm. Thế nhưng các anh phải xem xét lại khi các anh đưa ra cái quan điểm đó nó có phù hợp với lợi ích của quốc gia dân tộc hay không? Phù hợp với nền văn hóa truyền thống của người Việt Nam hay không? Chứ không phải là các anh thích thì các anh đề xuất ra, các anh đưa ra cái quan điểm của mình như kiểu trên mây như thế, đúng không ạ? Cũng chả có một người Mỹ nào mà dám 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 đề xuất là bỏ ngày quốc khánh của Mỹ cả, đúng không ạ? Những ngày truyền thống của dân tộc người ta đang còn muốn giữ gìn và phát triển, muốn quảng bá ra thế giới không được thì bản thân các anh lại muốn bỏ đi. Và những cái khẩu hiệu tốt đẹp đó đáng ra đối với những người có học như các anh thì các anh phải có những cái lý lẽ, những cái phân tích, đúng không ạ, để cho giới trẻ có thể hiểu hơn, tiếp thu được nhiều hơn những kiến thức qua những cái khẩu hiệu đơn giản đó. Chứ không phải là việc các anh đề xuất bỏ đi. Còn về áp lực học hành thì ai cũng có cả, thì em đã chia sẻ rồi. Đó là chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái bộ phận, là những cái bộ phận mà em có thể nói là rất là nguy hiểm. Đấy, muốn đào đi cái móng của mình, cái móng nhà của mình, thì chúng ta cũng phần có những cái để chúng ta chia sẻ và nhận diện. Thì liên quan đến cái vấn đề này, liên quan vấn đề này và cái vấn đề đang xảy ra tại Ukraine ấy, thì chúng ta cũng cũng tìm hiểu sẽ biết thôi. Có một nhóm một số người là giáo sư tiến sĩ, đúng không ạ, định tổ chức một cái buổi tọa đàm học thuật về Ukraine tại Hà Nội. Thế thì khi mà các cái nhà giáo sư tiến sĩ này, này người ta không tổ chức được thì người ta viết một cái bài, người ta đăng lên Facebook. Thì theo em nghĩ là em không hiểu là có thể là những cái vị này các vị có tuổi rồi, thế thành ra là đãng trí hay là vì các vị học nhiều quá thì em không hiểu, em không biết. Thế nhưng cái đầu tiên mà em muốn nói đến ở đây này, ngay bản thân ở đất nước của các anh, tổ quốc của các anh, quê hương của các anh, đúng không ạ, dân tộc của các anh là dân tộc Việt Nam đây, các anh còn chưa quan tâm được, đúng không ạ? Các anh chưa tổ chức một cái buổi tọa đàm học thuật nào về Hoa Kỳ xâm lược Việt Nam, hậu quả của chiến tranh Hoa Kỳ để Để lại ở Việt Nam, đúng không ạ? Chất độc màu da cam và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như thế nào? Anh chưa làm được những cái việc đó thì thử hỏi anh muốn tổ chức một cái tọa đàm về Ukraine là vì mục đích gì, đúng không ạ? Về mục đích đúng rồi. gì? Cái quốc gia dân tộc của anh này anh còn chưa lo được thì thử hỏi anh có lo được cho người dân ở Ukraine hay không? Đấy, chúng ta đặt một câu hỏi rất đơn giản thôi. Rõ Và khi ràng. các anh nói về người yếu tố người nước ngoài, thế thì những người không mang quốc tịch Việt Nam đó là người nước ngoài. Cái đó rất dễ hiểu, không có gì là khó cả.
Thế tại sao một trong những các anh là những người là giáo sư, là tiến sĩ, các anh không hiểu được đó? Bây giờ các anh thử sang Hoa Kỳ, sang Canada xem nó có coi các anh là người nước ngoài không? Đúng không ạ? Cái đó nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Thế thì cái việc, đúng không ạ, sự việc xảy ra ở Ukraine thì không ai mong muốn. Không ai mong muốn cả. Thế nhưng cái vấn đề ở đây chúng ta đặt ra một cái vấn đề là gì? Đó là ở đầu tiên quốc gia dân tộc của anh là anh còn còn chưa có thể nói là chưa hoàn thành trách nhiệm với nghĩa vụ của những người công dân Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Đó là sự quan tâm chia sẻ giữa cộng đồng và cộng đồng con người với nhau. Đấy. Và bên cạnh đó các anh nhìn lại tất cả những cuộc chiến của Mỹ và NATO đã tham gia thì những người dân ở nơi đó người ta có sinh mạng hay không? Người ta có gia đình hay không? Đúng không ạ? Người ta có tổ ấm hay không? Thế tại sao người ta cũng phải người mất người còn? Đúng không ạ? Bỏ quê hương xứ sở đi tị nạn các nơi khác thì các anh đã tổ chức tọa đàm phê phán những cái nước đã mang bom đạn đến đến các cái nước đó để ban phát dân chủ chưa? Đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ vì một cái lý do rất đơn giản là vũ khí hủy diệt, vũ khí hóa học mang bom đạn đánh tan nát quốc gia người ta ra. Đấy, bao nhiêu người chết. Cái đó nó có gọi là nhân đạo hay không? Nó có gọi là nhân quyền hay không? Các anh đã tọa đàm về cái buổi nào nói chuyện về cái đó chưa? Đúng không ạ? Thì bây giờ tại sao cái việc Ukraine thì các anh lại dài tay như vậy? Đúng không ạ? Các anh lại rầm rộ như vậy. Thế bây giờ các anh làm cái việc đó với mục đích gì? Với quyền lợi gì hay lợi ích gì trong đó? Thế thì chúng ta nhìn nhận, chúng ta có thể thấy được. Và đúc kết lại thì em vẫn nói, đối với những người này có thể suy nghĩ nó cao siêu quá hay như thế nào đó thì em không hiểu, nhưng mà em muốn nói lên để cho mọi người có thể hiểu một cách nó đơn giản như thế này thôi. Đó là đối với cái dân tộc của anh đây này, cùng máu đỏ da vàng, cùng ngôn ngữ, cùng phong tục tập quán đây này, anh còn chưa quan tâm lo lắng được thì xin lỗi, anh chả quan tâm được cho ai cả. Anh chả quan tâm được cho một người dân ở đâu cả. Cho nên mọi người nên cảnh giác, đúng không ạ? Nhìn nhận một góc độ nó khách quan về nội dung này. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái nữa, đó là gì? Hàng ngày, đúng không ạ? Hàng tháng. Các bác này, các bác ấy về hưu rồi. Các bác sống trong một môi trường ổn định, hòa bình và phát triển như thế này. Các bác muốn làm gì làm, nói gì nói. Đến tháng các bác vẫn nhận lương hưu, đúng không ạ? Các bác vẫn nhận lương hưu. Thế thử hỏi nếu như mà cái môi trường xã hội Việt Nam cũng giống như Ukraine ngày hôm nay thì lương hưu ở đâu các bác nhận? Mà thử hỏi là tầm như các bác á, mà xảy ra như Ukraine thì có cái thành phần nào, cái tổ chức nào nó quan tâm đến những cái thành phần như các bác không? Hay là nó bảo là cái thành phần này là già, thải loại. Nhiều khi đóng góp cho các bác này thì có thể nó hơi quá. Đấy, dù sao các bác cũng đã từng là giáo sư, là tiến sĩ, đúng không ạ? Trên các mọi cương vị, mọi lĩnh vực. Em thì em không dám vượt qua những cái trí tuệ của bác. Thế nhưng em cũng muốn đóng góp để cho các bác biết mình là ai, ở vị trí nào, để cho nó phù hợp. Còn nếu các bác cảm thấy hơn nữa, đúng không ạ? Cảm thấy các bác có tài giỏi hơn nữa, đấy, năng nổ hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa, thì các bác cứ việc sang Ukraine. Các bác sang đấy là ủng hộ trực tiếp một cách nó thực tế, khách quan nhất, một cách nó rõ ràng nhất, chứ không phải các bác ở trong nước, đúng không ạ? Các bác tổ chức những cái buổi đó để gặp gỡ những cái người gì đó em không quan tâm. Thế nhưng mà cái đầu tiên các bác chưa thấy các bác giúp được cho ai thì các bác đã tạo ra một cái môi trường xã hội ở Việt Nam bất ổn, ít nhiều là như thế. Thì cần phải xem lại, đúng không ạ? Xem lại về mặt tư duy của và nhận thức của các bác ở cái góc độ giáo sư tiến sĩ là như thế nào. Dĩ nhiên đây em không nói tất cả, mà đây chỉ một nhóm thôi, một nhóm các bác này thôi, thì cũng muốn chia sẻ để cho anh chị em chúng ta cùng có những cái quan điểm hay là có những cái ý kiến khác thì cùng chia sẻ để chúng ta mổ xẻ vấn đề, để nhìn rõ hơn cái bản chất, đúng không ạ? Nhìn rõ hơn cái bản chất đó. Thì cái đó là cái góc độ đầu tiên em muốn chia sẻ.